Thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe chia làm hai phần. Phần thứ nhất, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ hãy yêu mến Chúa, và khi yêu mến Chúa thì tìm được niềm vui. Khi yêu mến Chúa thì được Chúa đến ngự trong tâm hồn. Phần thứ hai là lời mời gọi của Chúa cũng như là lời trấn an mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ: các con đừng sợ, các con đừng xao xuyến. Bài phúc âm chia làm hai phần nhưng thực ra thì cũng là một, bởi vì hai cái phần này nó nối kết và có tương quan logic, tương quan gắn liền với nhau. Bởi vì Chúa muốn nói với chúng ta, nếu mà yêu mến Chúa thì sẽ tìm được sự bình an. Yêu mến Chúa thì không còn sợ hãi gì nữa. Giữ lời Chúa thì không còn phải lo lắng gì nữa. Vì thế mà hai phần của bài tin mừng tuy ngắn nhưng mà có liên quan, gắn kết với nhau và logic với nhau. Bài phúc âm này một lần nữa đưa chúng ta về bối cảnh của bữa tiệc ly. Chúng ta biết rằng trong bữa tiệc ly thì các môn đệ rất là lo lắng, sợ hãi, bởi vì họ thấy Chúa loan báo Chúa sẽ chịu khổ nạn. Họ thấy Chúa Giêsu loan báo một trong 12 tông đồ sẽ phản bội Chúa. Họ thấy Chúa Giêsu nói về thập giá. Họ nói Chúa Giêsu nói về một cuộc ra đi, cho nên các ông rất là lo lắng, sợ hãi. Thì chính trong bối cảnh ấy, Chúa Giêsu nói với họ rằng: các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi, bởi vì Thầy về với cha Thầy cao trọng hơn Thầy. Và trong bối cảnh này, Chúa nói với họ: các con hãy yêu mến Thầy. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và cha Thầy cùng với Thầy sẽ đến và ở trong tâm hồn người đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay cũng được đọc lại trong cái bối cảnh phụng vụ mà chúng ta chuẩn bị mừng lễ Chúa Giêsu lên trời vào ngày thứ năm tuần tới, tuần này. Chúa Giêsu về trời, chắc chắn nơi các môn đệ sẽ có sự bâng khuâng trống vắng, bởi vì người về trời thì người không còn hiện diện thể lý giữa các ông nữa. Nhưng mà lời Chúa muốn trấn an các ông và khẳng định với các ông rằng mặc dù Chúa Giêsu về trời nhưng mà người vẫn đang hiện diện giữa chúng ta. Lịch sử 2000 năm đã chứng minh sự hiện diện của Chúa, và nhờ sự hiện diện của Chúa mà giáo hội trường tồn, giáo hội phát triển và giáo hội lớn lên không ngừng. Chính vì thế mà lời Chúa hôm nay nói với chúng ta: kính thưa quý ông bà và anh chị em, đừng sợ. Chúng ta hãy đón nhận lời này trong tâm tình đức tin. Cách đây hơn 2 năm, Đức Thánh Cha Francisco, vị lãnh đạo tối cao của giáo hội, công bố một thông điệp có tựa đề là niềm vui của tin mừng. Ngài muốn cho chúng ta điều chỉnh cái quan niệm về đời sống đức tin. Vì nơi não trạng của nhiều người công giáo, khi nói đến đời sống đạo, khi nói đến giáo hội, khi nói đến giáo lý, khi nói đến Chúa, thì thường thường người ta thường coi Chúa như là một đấng thẩm phán nghiêm khắc. Khi nói đến giáo hội thì người ta nghĩ đến một loạt những ràng buộc gây khó khăn. Khi nói đến nhà thờ là người ta nói đến những yêu cầu này khác làm cho con người mất tự do. Chính vì thế mà Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta phải tái khám phá khía cạnh niềm vui của đức tin. Chúng ta theo đạo, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta vui bởi vì Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Chúng ta theo đạo, chúng ta tin vào Chúa, chúng ta vui vì chúng ta thuộc về gia đình của giáo hội, không phân biệt tuổi tác, màu da, chủng tộc, ngôn ngữ hay là gốc gác, nguồn cội. Chúng ta tin vào Chúa vì chúng ta vui bởi vì mỗi lần đến nhà thờ chúng ta được gặp gỡ nhau, chúng ta cùng hát những bài thánh ca rất sốt sáng, chúng ta làm thành một gia đình, một nhà là anh em một nhà của Thiên Chúa. Chúng ta vui bởi vì khi mà chúng ta gặp khó khăn, chúng ta đến với Chúa và chúng ta tin chắc một điều rằng Chúa nghe lời chúng ta. Chúng ta tin chắc một điều là Chúa nhận lời chúng ta cầu nguyện và Chúa lắng nghe chúng ta, Chúa đồng hành với chúng ta, Chúa không lãng quên với chúng ta. Phải hiểu như thế thì chúng ta mới thấy lời nói của Chúa Giêsu đối với chúng ta, đừng sợ, nó mới có ý nghĩa, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúa nói với chúng ta đừng sợ bởi vì chúng ta tin vào Chúa, bởi vì Chúa là đấng làm chủ vận mệnh cuộc đời chúng ta, Chúa là đấng làm chủ lịch sử, làm chủ vũ trụ này, mà mặc dù trong biến cố nào đi nữa thì quyền năng của Chúa vừa yêu thương, vừa dịu dàng, nhưng mà cũng rất là mạnh mẽ,
Đó là điều mà đức tin đem lại cho chúng ta. Đồng thời chúng ta tìm thấy mình vui mừng, hân hoan và hy vọng vì chúng ta là người tin hữu. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5, là ngày khai mạc tháng dâng hoa. Trước khi dâng thánh lễ, chúng ta đã cung nghinh tượng Đức Mẹ, chúng ta đã tôn vinh Đức Mẹ. Tháng dâng hoa là truyền thống lâu đời của giáo hội. Trong tháng này, những em nhỏ dâng hoa kính Đức Mẹ. Ở đời này, người ta yêu mến ai thì người ta tặng hoa cho người đó. Người ta quý trọng ai, người ta mang ơn ai, và người ta tôn vinh ai, khen ngợi ai thì người ta tặng hoa cho người đó. Hoa là thể hiện tấm lòng. Vì thế trong tháng dâng hoa này, chúng ta dâng hoa lên Đức Mẹ là thể hiện tấm lòng của chúng ta. Chúng ta yêu mến, chúng ta biết ơn và chúng ta tôn vinh Đức Mẹ. Dâng hoa cho Đức Mẹ khác với việc tặng hoa cho nhau ở ngoài đời. Bởi vì qua việc dâng hoa, qua nghi thức dâng hoa kính Đức Mẹ, chúng ta còn diễn tả cuộc đời của Đức Mẹ qua những màu hoa: màu đỏ, màu trắng, màu vàng, màu tím và màu xanh. Qua năm sắc hoa ấy, chúng ta diễn tả cuộc đời của Đức Mẹ, tâm tình của Đức Mẹ, cách sống của Đức Mẹ, đức tin của Đức Mẹ, lòng yêu mến của Đức Mẹ, niềm hân hoan vui mừng và sự nâng đỡ, bảo trợ của Đức Mẹ đối với cuộc sống của những người tín hữu Công giáo. Vì thế thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta không thể dừng lại ở chỗ mấy em nhỏ dâng hoa trong nhà thờ dâng kính Đức Mẹ. Nhưng mà tháng năm này là tháng của Đức Mẹ, tháng kính Đức Mẹ. Mỗi người tín hữu Công giáo chúng ta hãy thể hiện tấm lòng yêu mến đối với Đức Mẹ bằng việc đọc kinh, cầu nguyện, lần hạt mân côi. Có rất nhiều các vị giáo hoàng trong lịch sử giáo hội đã nói đến ích lợi của kinh mân côi, tức là lần hạt, để yêu mến Đức Mẹ, diễn tả cuộc đời của Đức Mẹ. Nhưng mà kinh minh mân côi vừa là vũ khí mạnh mẽ để chống lại tấn công của ma quỷ, của cám dỗ, vừa là chiếc áo choàng bao phủ chúng ta khỏi mọi những sợ hãi, lo toan của cuộc đời, vừa đem lại cho chúng ta niềm vui và niềm hy vọng, như Đức Mẹ đã luôn luôn hy vọng cậy trông vào Chúa trong suốt cuộc đời. Vì thế tháng 5 khai mạc ngày hôm nay, trong suốt 31 ngày của tháng 5, mỗi người chúng ta hãy thể hiện tấm lòng yêu mến của chúng ta đối với Đức Mẹ bằng một cách nào đó, bằng việc lần hạt, bằng việc cầu nguyện, bằng việc làm những công việc phúc đức, bằng việc yêu mến, bằng việc suy gẫm cuộc đời của Đức Mẹ, học hỏi lời Chúa và nhìn lên dung nhan của Đức Mẹ để xin Đức Mẹ cho chúng ta được bắt chước Đức Mẹ trong lúc vui, trong lúc buồn, trong những khi khốn khó của cuộc đời. Và chúng ta có thể khẳng định rằng nếu có Đức Mẹ đồng hành với chúng ta thì chúng ta đạt được lời Chúa nói với chúng ta: lòng các con đừng xao xuyến, các con đừng sợ hãi, các con hãy tin vào Thầy. Đức Mẹ đã không sợ hãi khi đón nhận ngôi lời nhập thể. Đức Mẹ đã tin yêu, vững vàng cậy trông vào Chúa suốt đời. Chúng ta hãy yêu mến noi gương Đức Mẹ và xin Đức Mẹ đi đồng hành với chúng ta mỗi chặng đường của cuộc sống trần gian. Và như thế chắc chắn chúng ta vừa không sợ hãi mà đồng thời chúng ta tìm thấy niềm vui. Amen.